Hello, xin chào cả nhà. Nếu có một chương trình bỏ tiền lẻ mà nhặt tiền chẵn, bỏ ra ban đầu chỉ hơn 300.000 Việt Nam đồng và tiềm năng có thể nhận lại cả tỷ Việt Nam đồng, liệu bạn có tin không? Và nó vận hành theo quy luật của sự gieo hạt, cho đi, giúp đỡ người khác. Bạn gieo ít, bạn gặt ít, bạn gieo nhiều, bạn gặt nhiều. Liệu cái đó có phải đúng bản chất cuộc sống hay không? Ở đây thì bạn giúp đỡ người khác, có thể là một người bạn không quen và bạn sẽ được rất nhiều người không quen giúp đỡ bạn. Và thậm chí bạn có thể kiếm được cả tỷ Việt Nam đồng, thậm chí nhiều tỷ Việt Nam đồng chỉ từ việc bạn sẵn sàng cho đi một số tiền rất nhỏ. Cái số tiền nhỏ đến mức mà sinh viên hay là học sinh cấp 3 cũng có thể có được. Và điều này sẽ được chứng minh ngay sau đây trên cơ sở logic khoa học. Bạn có tò mò không? Chương trình này có tên là Magic Chain, tức là chuỗi ma trận thông minh. Tại sao lại gọi là ma trận và tại sao lại thông minh? Chúng ta cùng đi tìm hiểu sâu hơn nhé. Việc đầu tiên, đấy là bạn có 15 đô trong túi chiếc. Cái này thì đơn giản đúng không nào? Một số yêu cầu tiếp theo cũng cần có để Magic Chain có sự minh bạch, sự lâu dài và có thể lan tỏa được cộng đồng một cách chất lượng. Nếu bạn đáp ứng được mấy yêu cầu nhỏ này thì hãy nên tham gia, nếu không thì không cần tham gia. Đầu tiên, đấy là bạn cần có ví BEP20 trên ứng dụng ví phi tập trung SharePan hoặc là MetaMask. Ví này là ví blockchain, tải được miễn phí và rất bảo mật. Thứ hai, đấy là bạn cần có 2 đô. 2 đô này có thể coi là phí để tham gia, rất nhỏ đúng không nào? Và có một ít BNB để làm phí khi mà chuyển tiền, chắc là chỉ 2-3 đô là thoải mái thôi. Và bạn tự tin là có 3 người bạn, mỗi người bạn của bạn cũng có 15 đô để tham gia cùng bạn trong quá trình bạn làm. Và điều tiếp theo là bạn cam kết cho đi 12 lần, mỗi tuần 1 lần 15 đô, tức là sẽ hết 180 đô trong 3 tháng. Và bạn sẽ cần chịu khó gặp nhau, có thể là offline hoặc là online, tức là chúng ta gặp trực tiếp hoặc là chúng ta có thể tương tác với nhau qua Zoom hoặc là qua Zalo cũng được. Nếu những cái điều trên là dễ với bạn thì bạn có thể tham gia Magic Chain. Chúng ta cùng đi vào cụ thể về cách vận hành nhé. Magic Chain được thiết kế theo ma trận tràn tầng 3 x 12, có nghĩa là cứ một người ra 3 người, sau đó thêm người, thêm F1 mới cũng cắm xuống, tràn từ trên xuống dưới và tràn từ trái sang phải, lấp đầy các chỗ trống. Ví dụ như này, bạn này ra 3 người A, B, C. Và mỗi người thì đều có 3 người ở bên dưới. Ví dụ A ra A1, A2, A3, B ra B1, B2, B3 và C ra C1, C2, C3. Tương tự như vậy. Đó. Tuy nhiên, có một điều đấy là gì? Đấy là A và B và C thì có thể là F1 trực tiếp của bạn, hoặc họ là F1 của tuyến trên tràn xuống cho bạn. Tương tự thì A1, A2, A3 có thể là F1 của A hoặc là F1 của tuyến trên tràn xuống. Quyền lợi và nghĩa vụ của chúng ta sẽ liên quan đến 12 tầng sát chúng ta. Khi chúng ta cho đi 12 lần là chúng ta đang hỗ trợ một ai đó trong 12 tầng trên chúng ta. Và chúng ta cũng được các thành viên trong 12 tầng từ chúng ta trở xuống hỗ trợ cho chúng ta. Cụ thể như sau. Đầu tiên, đấy là từ bạn ra 3 người đúng không nào? Thì tầng 1 của chúng ta là đã có 3 người rồi. Thế tương tự như vậy, chỉ cần từ 1 ra 3 người thôi thì tầng 2 của chúng ta là đã có 9 người rồi. Và tầng 3 là 27 người, tầng 4 là 81 người, tầng 5 là 243 người, tầng 6 là 729 người, tầng 7 là 2187 người, tầng 8 là 6561 người và tầng 9 là 19683 người, tầng 10 là 59.000 người, tầng 11 là 177.000 người và tầng 12 là 531.000 người. Chúng ta hình dung là ở đây là cái câu chuyện là chỉ từ 1 ra 3 thôi, rất đơn giản đúng không nào? Nhưng theo sức mạnh cấp số nhân thì đến tầng 12 đã lên đến con số là hơn 531.000 người rồi. Đó. Thế thì ở đây cái luật chơi của cái chương trình này đấy là gì? Đấy là bạn sẽ cho đi mỗi một lần là 15 đô. Thế thì mỗi một khi mà bạn cho đi 15 đô thì cái người mà đã chia sẻ cho bạn cái cơ hội này chính là bảo trợ của bạn, thì họ sẽ nhận được 5 đô mỗi một lần mà bạn cho đi. Cái phần này là phần rất là xứng đáng. Bởi vì sao? Bởi vì lát nữa bạn sẽ thấy đây là một cái cơ hội thực sự rất giá trị và bạn sẽ rất biết ơn cái người đã cho bạn thông tin về cái chương trình này. Thế thì lần đầu tiên, tức là lần 1, ở đây là tuần 1 đi. Đấy, thì lần 1 khi mà bạn cho đi 15 đô thì trong đó 10 đô sẽ được dành cho cái người tuyến trên, ngay bên trên của bạn. Đó, thì có thể gọi tắt ở đây là U1, có nghĩa là U là viết tắt của Apply. Thì ở đây là U1 anh chị nhé. Đó là lần đầu tiên, lần 1 của bạn thì 10 đô sẽ dành cho cái người U1 này. Và khi mà bạn đã cho đi lần 1 rồi thì tức là bạn đủ điều kiện để bạn nhận được lần 1 cho đi của những người trong tầng 1 của bạn. Và ở đây cụ thể là có 3 người ở tầng 1 thôi thì bạn sẽ có được là 30 đô. Tương tự như vậy, lần thứ 2 khi bạn cho đi
thì lúc này là cái người U2, tức là cái người tuyến trên nữa, ở bên trên của bạn, ở cái tầng trên của bạn nữa, đó, người ta nhận được 10 đô. Và tương tự, bạn sẽ đủ điều kiện để bạn có thể nhận được lần 2 cho đi của những người ở tầng 2 của bạn. Và khi mà có 9 người thì tức là bạn sẽ có thể nhận được là 90 đô. Và lần 3 khi mà bạn cho đi thì cái người trên nữa của bạn 3 tầng thì người ta sẽ nhận được 10 đô. Và lúc này bạn cũng đủ điều kiện để bạn nhận được lần 3 của tầng 3 bên dưới bạn. Tức là lúc này là bạn có thể nhận được là 270 đô khi người ta cho đi. Và tương tự như vậy, khi bạn cho đi ở lần thứ 4 thì bạn lại hỗ trợ thêm cái người U4 ở tầng trên nữa 10 đô. Và lúc này bạn cũng đủ điều kiện để bạn nhận được lần 4 cho đi của những người trong tầng 4 của bạn. Và tầng 4 của bạn nếu mà có 81 người thì tức là bạn sẽ có thể nhận được là 810 đô. Và lần thứ 5 khi mà bạn cho đi 15 đô thì cũng là bạn đã hỗ trợ cái người U5 ở tầng trên nữa 10 đô. Và lúc này bạn cũng đủ điều kiện để bạn nhận được lần 5 cho đi của những người trong tầng 5 ở bên dưới bạn. Và tầng 5 của bạn tối đa là 243 người thì bạn có thể nhận được là 2430 đô. Và tương tự như vậy, khi bạn cho đi ở lần 6 thì bạn sẽ hỗ trợ cái người ở tầng trên nữa là U6, người ta được 10 đô. Và bạn đủ điều kiện để bạn có thể được nhận đó, lần thứ 6 cho đi của những người ở tầng 6 dưới bạn. Và bạn hãy hình dung là tầng 6 mình nó đã lên đến con số là 729 người rồi, thì lúc này mỗi người chỉ cần 10 đô thôi là mình đã có 7290 đô, đúng không nào? Đó, giả dụ đây là thu nhập một tuần thì đúng là nó rất là lớn, đúng không nào? Đó. Và lần thứ 7 khi bạn cho đi thì bạn hỗ trợ người U7 10 đô. Đó. Và tương tự như vậy, bởi vì bạn đã cho đi lần 7 rồi mà, nên là bạn cũng sẽ nhận được lần 7 cho đi của những người ở tầng 7 bên dưới bạn. Đó, và lúc này bởi vì tầng 7 của bạn là lên đến con số là 2100 người rồi, cho nên là thu nhập của bạn có thể là lúc này là lên đến là 21.870 đô cơ. Đó. Và giả dụ như bây giờ là tuần thứ 8 của bạn và bạn cho đi 15 đô, và lúc này cái người trên nữa, cái người U8 nhận được 10 đô, thì bạn cũng đủ điều kiện để bạn có thể nhận được lần 8 của tầng 8 của bạn. Đó. Và khi mà cái tầng 8 này họ cho đi đủ thì tức là bạn sẽ nhận được từ cái tầng này là 65.000 đô. Một con số cũng rất là lớn, đúng không nào? Đó. Và tiếp tục bạn lại cho đi lần 9. Lần 9 này cũng là cho đi 15 đô, đúng không nào? Thì bạn lại hỗ trợ 10 đô cho cái người U9 tương tự như vậy, và bạn đủ điều kiện để bạn có thể là nhận được lần cho đi thứ 9 của những người ở tầng 9 dưới bạn. Đó. Và lúc này con số đã lên đến là 196.000 đô, thật là kinh khủng, đúng không nào? Đó, sức mạnh của cấp siêu nhân. Và lần thứ 10, bạn cũng chỉ cho đi 15 đô thôi, nhưng mà bạn lại hỗ trợ được cái người U10 ở tầng trên nữa, đúng không nào? Và lúc này bạn cũng đủ điều kiện để bạn nhận được thu nhập, bạn nhận được ở lần 10 của những người ở tầng 10 dưới bạn. Nhưng tầng 10 lúc này người ta nhiều lắm rồi anh chị ơi. Tầng 10 lúc này là lên đến là con số là 59.000 người ở tầng 10 của anh chị rồi, và chúng ta sẽ nhận được là 590.000 đô. Đó. Và nếu như lần 11 là bạn cho đi, bạn lại tiếp tục bạn cho đi 15 đô thì cái người U11 nhận được 10 đô, đúng không nào? Đó, và bạn cũng đủ điều kiện để bạn nhận được lần cho đi thứ 11 của những người ở tầng 11 của bạn. Mà lúc này tầng 11 của bạn đã lên đến con số là 177.000 người rồi, thì tức là nguyên thu nhập từ cái tầng này là bạn đã có được là 1.771.000 đô. Đó. Và lần thứ 12 bạn cũng chỉ cho đi có 15 đô thôi, nhưng bạn lại hỗ trợ được cái người ở bên trên cũng chỉ 10 đô thôi, nhưng bạn lại đủ điều kiện để bạn nhận được là lần thứ 12 cho đi của những người ở tầng 12 của bạn. Đó. Và bạn hình dung là những người ở tầng 12 của bạn lúc này cái con số đã lên đến con số là 531.000 người. Tức là nguyên từ cái tầng này, mỗi người cho bạn 10 đô, bạn sẽ nhận được 5.300.000 đô. Và thực sự là một con số nó rất là lớn, đúng không nào? Chúng ta hãy thử hình dung là nếu như hệ thống của chúng ta full đủ phủ kín được 12 tầng như thế này thì tức là chúng ta có thể kiếm được 7.900.000 đô. Một con số thật là lớn, đúng không? Đó. Và cái thu nhập này thì nó lũy tiến theo từng tầng và theo thời gian. Đó, chúng ta cứ hình dung là mỗi một tuần mình cho đi một lần. Đó, cũng chỉ 15 đô thôi, nhưng mà thu nhập của chúng ta nó không ngừng nó tăng lên, đúng không nào? Ví dụ hệ thống của chúng ta nở rất là đều, cứ cho là mỗi một tuần một lần đi, thì chẳng hạn tuần này chúng ta nhận 30 đô, tuần sau nhận 90 đô, tuần sau nhận 270 đô, thế chả mấy mà đến lúc chúng ta nhận 7.000 đô rồi, 21.000 đô rồi, 65.000 đô. Ví dụ như vậy, đúng không nào? Đó, đây là một cái thực sự nó rất là tiềm năng.
Tổng kết, như vậy là gì? Bạn giúp được 12 người ở 12 tầng trên bục của bạn, và mỗi người thì bạn giúp họ là 10 đô. Nhưng bạn lại nhận được từ tất cả những người dưới bạn trong 12 tầng từ bạn trở xuống, và mỗi người cho bạn 10 đô theo đúng như một nguyên lý là cuộc chơi này công bằng với tất cả mọi người, ai cũng như ai. Và mỗi khi ai đó cho đi 15 đô thì 5 đô sẽ về người bảo trợ trực tiếp và 10 đô sẽ theo lần lượt từng tầng đi lên. Và số tiền nhỏ của mỗi một người nhưng mà khi trên cái số lượng lớn nhiều người thì sẽ tạo ra kỳ tích. Và đây chính là cái sự kỳ diệu cho những ai tin và nhìn ra sức mạnh cấp số nhân. Kết quả là như thế nào? Vốn chúng ta bỏ ra ban đầu chỉ là 182 đô thôi mà, đúng không? Cho đi 12 lần, mỗi lần 15 đô cộng với cả 2 đô tiền phí. Thế thì nếu như mà chúng ta phủ được kín 12 tầng của chúng ta full 100% đó, thì chúng ta sẽ có 7.971.600 đô, tức là nó xấp xỉ khoảng 200 tỷ Việt Nam đồng. Thế nhưng giả dụ như là chúng ta, hệ thống của chúng ta chỉ cần phủ được 10% thôi thì chúng ta cũng đã có là 797.000 đô rồi đó, và cũng đã xấp xỉ 20 tỷ Việt Nam đồng rồi. Nhưng giả dụ như là chúng ta làm rất là dốt đi, hệ thống làm rất là kém đi, làm rất là chậm đi, chỉ phủ được 1% thôi thì chúng ta cũng có là 79.000 đô cho chúng ta rồi, tức là cũng xấp xỉ 2 tỷ Việt Nam đồng rồi. Và giả dụ như có những cái trường hợp rất là lười đi, làm rất là kém đi và chỉ đạt được là 0,1% thôi của cái như thế kia thôi thì cũng đã có là 7.900 đô, và tức là cũng xấp xỉ khoảng 200 triệu Việt Nam đồng đó. Và chúng ta hãy cùng chứng minh cái tính khả thi của 1% ở đây nhé. Nói thực là gần như là ai người chả có thể ít nhất là đạt được 1% đó. Ở đây thì tổng số người trong 12 tầng là hơn 790.000 người, nhưng mà thôi mình cứ làm tròn đi là 800.000 người đi, được không nào? Thì 1% sẽ là 8.000 người. Thế thì nhóm từ bạn trở xuống là chỉ cần có 8.000 người thôi, tức là bạn đã có được 2 tỷ rồi. Và 8.000 người này bao gồm cả những người là bạn tự tuyển ra này, rồi những người tuyến trên tràn xuống này, rồi những người tuyến dưới bạn tuyển ra này, đúng không nào? Và không cần tham vọng 100% đâu, 1% nhỏ xíu kia thôi là cũng ra tiền rồi. Giả sử chỉ cần 1 người ra 3 người, không cần hơn. Điều này là khả thi vì đầu vào ở đây là 15 đô chứ có phải là 15.000 đô đâu. Có người thì ra được 2 người, có người thì ra được 5 người, 7 người, có người còn hơn, đúng nào? Nhưng mà thôi, trung bình mỗi người chỉ cần ra 3 người thôi. Ví dụ, tuần 1 bạn ra được 3 người. Tuần 2 thì 3 người kia ra được 9 người. Tuần 3 thì 9 người kia ra được 27 người. Tuần 4 thì 27 người kia ra được 81 người. Thế là hết 1 tháng thì là mới chỉ có hơn 100 người trong hệ thống của bạn, đúng không nào? Đó. Nhưng mà sang đến tuần thứ 5 thì 81 người kia ra 243 người. Tuần thứ 6 thì 243 người kia ra 729 người. Tuần thứ 7 thì 729 người kia ra 2187 người. Và tuần thứ 8 thì 2187 người kia ra được là 6561 người. Tức là gì? Tức là hết 2 tháng chúng ta cộng lại thì chúng ta đã có thừa 8.000 người rồi. Đó. Vậy thì bạn có muốn là bỏ ra 15 đô để bắt đầu và nghiêm túc với nó 2 tháng để có thể đạt được 1% hiệu suất của 12 tầng thôi là cũng đã vẫn bỏ túi là 2 tỷ Việt Nam đồng hay không? Nhiều người thì lại bảo là 2 tháng là được 1% là người làm nhanh. Thế thì người chậm hơn thì cần 4 tháng à? Hay là phải 10 tháng thì mới được 1%? Hay là chậm tốc độ rùa bò 1 năm mới được 1%? Có làm sao đâu, 1 năm được 1%, được 2 tỷ thì chia ra là vẫn được 160 triệu một tháng cho 1 năm đấy cơ mà. Cái này thì nó có hạn chế thời gian đâu, có bắt là 3 tháng chúng ta phải phủ kín người đâu, chúng ta cứ phủ dần, phủ người dần cũng được mà. Và bạn làm gì dễ như cái việc là chúng ta bỏ ra 180 đô trong 12 tháng và nói chuyện với 3 người bạn mà lại có được 160 triệu một tháng trung bình, có cái gì dễ như thế không? Nếu mà nói đến đây rồi ấy, mà bạn vẫn còn thắc mắc, bạn vẫn còn không tự tin thì có lẽ là bạn cũng không phù hợp với chương trình này đâu bạn ạ. Ở đây thì mình giải thích thêm một chút cái cách tràn ma trận nhé, sẽ gần tương tự giống như sau này để chúng ta dễ hình dung này. Đó, cái hệ thống của chúng ta thì sau này nó sẽ phát triển theo cái hình như kiểu tam giác như thế này, đúng nào? Nó gồm có 3 phần, phần trên, phần giữa và phần dưới. Đó, thế thì cái giai đoạn 1 ấy là nhóm A. Nhóm A tức là bạn và một số người bạn, những cái thành viên đầu tiên của bạn sẽ là cùng làm, cùng phủ và tràn ở phía chóp của tam giác, tức là phía đỉnh, phía trên, phía chóp đấy, đúng nào? Nhưng mà sao? Nhưng mà sau một thời gian thì đến giai đoạn sau thì phía trên nó kín rồi, đúng nào? Phía trên nó đầy rồi, thì cái nhóm sẽ xuất hiện thêm như cả những cái người B nữa, đúng nào? Thì lúc này là cả cái nhóm A cũ cũng như là những cái người B mới, đúng nào? Cùng phủ để tràn cái phía giữa của tam giác,
Đó, như thế để chúng ta dễ hình dung. Và sau một thời gian đến một cái giai đoạn sau thì cả cái phần tam giác ở phía trên của A và A cộng B kia là phủ kín hết rồi, đúng không nào? Đó, thì lúc này là ở bên dưới là sẽ là cả A và B cũ, đúng không? Cộng thêm những thành viên C mới là cùng phủ và cùng tràn ở phía đáy tam giác. Đó, nói vui là chúng ta đánh hội đồng đấy thì nó rất là kinh khủng, đúng không nào? Đó. Và nếu như mà tất cả cùng hợp lực như thế này ấy, cùng tràn theo cái kiểu như thế này ấy, thì phủ phần trăm cao là chuyện bình thường, phủ thấp 1% thì gọi là vô lý đấy, đúng không nào? Kiểu gì mà chả hơn 1%. Đó. Và bạn có thấy là mọi thứ rất là logic, đúng không? Chứ không phải là bánh vẽ, đúng không nào? Đó. Và nếu như mà lấy tốc độ trung bình của một người bình thường là 3 tháng mà phủ được 1% ở bán 1 thì được 2 tỷ. Đó, tức là bán 1 nhá, chúng ta chỉ cần phủ được 1% nhỏ bé thôi. Đó, và mỗi người chỉ cần cho đi 15 đô một lần thôi là bạn đã có 2 tỷ Việt Nam đồng rồi. Thế nhưng mà với ma chức trên thì cuộc chơi giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Câu chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau thời gian 3 tháng là mặc định là chúng ta hết bàn 1 rồi và chúng ta sẽ được chuyển sang bàn 2. Thì hệ thống của bạn là vẫn giữ nguyên. Tức là gì? Tức là ai là tầng 1, tầng 2 của mình là vẫn giữ nguyên, tầng sâu của mình là vẫn giữ nguyên. Tức là gì? Tức là chúng ta vẫn phủ được 1% đi. Thì vẫn cái cách chơi như vậy, nhưng mà cái số tiền cho đi bây giờ là 30 đô một lần. 30 đô một lần thì sẽ chia ra là 10 đô dành cho người bảo trợ và 20 đô là nhảy theo tầng. Đó. Thì chỉ cần cái số tiền tăng lên gấp đôi thôi mà vẫn là cái hệ thống người như thế thì lúc này là bạn đã có 4 tỷ Việt Nam đồng, đúng không nào? Đó, thì ở bàn 2 vẫn chỉ là cái 1% cũ kia thôi, không cần tính chuyện thêm, và cho đi là 15 à cho đi là 30 đô một lần thì là bạn có thêm là 4 tỷ. Đó. Và ở bàn 3 tương tự như vậy, sau hết 3 tháng của bàn 2 thì sang đến bàn 3 vẫn chỉ là 1% cũ kia thôi, nhưng mà lúc này số tiền cho đi là 45 đô một lần thì là bạn có thêm là 6 tỷ. Đó. Và ở bàn 4, sau khi chơi bàn 3 được 3 tháng thì sang đến bàn 4 vẫn chỉ là 1% cũ kia thôi, không cần thêm, đúng không nào? Nhưng mà lúc này số tiền cho đi là 60 đô một lần là bạn có thêm 8 tỷ. Và ở bàn 5 vẫn chỉ là 1% cũ kia thôi, bạn cho đi là 75 đô một lần là bạn có thêm là 10 tỷ. Đó. Thế thì nhà mình cộng nhanh giúp nhé, là sau 15 tháng chúng ta chơi 5 bàn. Đó. Thế chúng ta kiếm được là 2 tỷ ở bàn 1, 4 tỷ ở bàn 2, 6 tỷ ở bàn 3, 8 tỷ ở bàn 4, 10 tỷ ở bàn 5. Và chúng ta sẽ kiếm được là 30 tỷ Việt Nam đồng. Vậy đã tạm hài lòng với cả cái con số 1% nhỏ bé kia chưa? Đó. Bật mí thêm cho bạn điều này. Đấy là kể cả bạn đang chơi ở bàn 5 mà phát sinh ra người mới trong hệ thống của bạn ở bàn 1, bàn 2, bàn 3, bàn 4, bạn vẫn nhận thêm tiền bình thường. Đó. Hãy thử hình dung là như này. Thỉnh thoảng hệ thống bạn phát sinh thêm 1% người chơi thì tiền của bạn sẽ có thêm như thế nào, đúng không nào? Đó, công thức như ban nãy, tức là hệ thống của bạn chỉ cần phát sinh thêm 1% thôi là bạn có thêm khoảng 30 tỷ sau 5 bàn đấy. Đó. Và chúng ta thì cơ bản đều giống như nhau, đều cần tiền và đều muốn giàu có và hạnh phúc. Nhưng đôi khi thì cần phải nhìn ra vấn đề và nắm bắt nhanh một chút. Magician sẽ không chỉ thu hút và giúp dân tài chính giàu có đâu. Sau này bạn sẽ thấy học sinh, sinh viên, công nhân, người bán sản phẩm đa cấp, người bán bảo hiểm, vân vân, đủ mọi tầng lớp trong xã hội tham gia chương trình này. Còn chưa kể là cộng đồng quốc tế có thể dưới chúng ta sau này. Đấy, bởi vì cái này là chúng ta dùng ví blockchain mà, chúng ta có thể làm được quốc tế luôn, đúng không nào? Hệ thống sẽ rất là đông. Vấn đề là khi mà nó bùng nổ rồi thì bạn sẽ tự hào là bạn đã nắm bắt luôn khi biết, hay bạn lại hối tiếc vì bạn đã bỏ lỡ cơ hội tốt ở trong đời. Tất cả quyết định là ở bạn. Hãy điện lại cho người đã chia sẻ thông tin này cho bạn, nói với họ về quyết định của bạn. Và chúc bạn thành công.